lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau. Vâng. Thì mình cũng phải có một cái khoảng thời gian chúng ta gặp lại nhau và xem công việc của này như thế nào. Thì từ ngày mà Bảo ra trường tính nhận được mấy năm rồi nhỉ? Chắc cũng phải được 3 năm rồi. 3 năm rồi đúng không? Thế thì bây giờ kết quả của Bảo sau khi ra trường là như thế nào? Về cuộc sống, về công việc. Sau khi ra trường thì nói thật là lúc mà ra trường xong thì cũng chưa có một cái gì gọi là định hình rõ cái công việc của mình. Nhưng mà sau rồi thì lại cố gắng đi trau dồi thêm và cuối cùng cũng đã trúng tuyển được công việc đúng với lĩnh vực của mình, đúng với cái đam mê của mình. Ok. Thì anh được biết là trước khi mà Bảo tham gia học tập tại NIT ICT Hà Nội ấy, thì em có một cái khoảng thời gian trước đấy là gần như mình mất phương hướng. Thì anh được biết là Bảo cũng là khi vào học NIT ICT Hà Nội ấy, thì em cũng đang là theo học ở một cái trường cấp 3 đúng không? Vâng. Thế thì động lực hoặc là một cái nguyên do nào đấy mà Bảo lại tìm đến với công nghệ thông tin? Từ đầu thì em cũng nói thật là cũng chưa có một cái định hướng gì cả. Thì mình ở nhà mình cũng chơi game nhiều ấy. Vì là bắt đầu cũng thích về máy tính. Thì lúc mà bố mẹ bảo là cho đi học về máy tính là rất là thích. Thế nên là đã tham gia, cũng đã đến gặp các thầy cô ở trường đào tạo NIT và cũng thấy rất là phù hợp với mình. Thế nên là em đã học một khóa ở đấy. Thế cái thời điểm mà đến gặp mình có thấy lo lắng gì không? Thực ra hồi bé đấy thì cũng vô lo vô nghĩ nên là cũng chưa có lo lắng lắm. Chưa xác định được là học xong mình sẽ có một công việc. Nhưng mà khi học xong rồi thì mình bắt đầu trưởng thành hơn. Thì mình cũng phải biết lo cho cuộc sống. Là cảm giác là cái học là về cho mình. Thế nên là mình đã học rất là chăm chỉ và cố gắng sau khi ra trường đã kiếm được một công việc. Cái thời gian đấy cũng vất vả phết đấy nhỉ, bởi vì là vừa học công nghệ thông tin này, vừa hoàn thiện nốt cái chương trình của mình ở cấp 3 đúng không? Vâng. Thế thì cái khác biệt mà em có thể đánh giá một chút là sau khi mà mình vào NIT ấy, thế thì cái chặng đường ban đầu là mình có cảm thấy là mình có bao giờ lo sợ rằng là thấy cái độ khó của cái chương trình không? Bởi vì tự nhiên là nó thay đổi hoàn toàn về cái môi trường học của mình ấy. Thì em có thấy là một chút khó khăn nào đấy không? Về khó khăn thì cái gì nó cũng có thôi. Chứ nó không thể nào mà toàn hoa hồng được cả. Thế là em đi học thì cũng rất may là thầy cô với các bạn rất là hòa đồng vui vẻ. Và gặp khó khăn thì thầy cô cũng giúp đỡ nhiều. Thế nên là em cũng đã vượt qua được hết. Thế thì trong cái chương trình học của mình ấy, thì anh hỏi chút về cái chương trình học đi. Thì em thấy là cái bố cục mà của NIT họ xây dựng ấy, thì như thế thì nó có sát với thực tế hoặc là với cả cái mà như là em thấy là khác biệt so với những cái chương trình khác không? Em nghĩ là đến bây giờ đi, mình đi làm rồi đi, mình nhìn lại chương trình của mình đấy, ví dụ thế. Cũng ở NIT thì cũng khá là sát rồi. Và mình ở lúc mà mình học thì mình đã trải qua được tất cả những cái về gọi là lĩnh vực về chuyên viên phần mềm. Thì ở đấy mình sẽ học qua thì mình thấy thích cái môn nào, thích một loại ngôn ngữ nào hoặc là về một cái mảng nào đấy thì mình sẽ cố gắng là đào sâu thêm. Còn ở NIT dạy thì cũng đã khá là sát rồi. Vâng. Thế thì anh cũng được biết là khi mà em vào theo học về lập trình và sau đấy là mình chuyển nhánh sang về kiểm thử phần mềm đúng không? Dạ. Thế thì cái lý do mà khi em lại chuyển trang nó như thế, trang có một cái mảng về tester ấy, là bởi vì anh được biết là cái tester là chủ yếu là các bạn nữ là thường là lựa chọn đúng không? Vâng. Đấy thì anh nghĩ rằng em phải thích một cái điều gì đấy mà cho nên là mình mới lựa chọn cái ngành này. Em thì em thích sự hoàn hảo. Thế nên là khi mà em biết được là cái công việc của một người tester ấy là phải làm sao cho một cái sản phẩm của mình nó mang lại cho khách hàng một cái sự hoàn hảo nhất. Thế nên là em đã chọn công việc này. Và nó cũng, em hiện tại thì đang làm về vị trí là automation test. Thì là cũng đã phải sử dụng tất cả những cái mình đã học ở trường và để áp dụng vào cái công việc hiện tại của mình. Nó rất là hay. Thế thì em có, tức là sau cái quá trình mình đi làm rồi thì em có nhận xét hoặc có đánh giá gì về cái hướng mà mình đi về kiểm thử phần mềm, tức là cái thị trường mà
nhân sự cho kiểm thử phần mềm ấy, thì em thấy là nó có rộng mở không? Hiện tại thì tất cả những cái sản phẩm lớn mà các công ty lớn, tức là cái khả năng có công việc thì về nói riêng về IT thì nó đã rất là lớn rồi. Còn tester thì cũng tương đương như thế và lương thì cũng khá là hấp dẫn. Khá hấp dẫn đúng không? Vâng. Thế thì cái việc mình học cái đấy thì theo em thì nó có dễ vào học không? Tức là nó có yêu cầu quá cao gì mà như của lập trình viên hay không? Đấy. Tất cả thì nó đều phải có một đam mê, đam mê. Nếu mà mình đi được nửa chừng mà mình cảm thấy nó khó khăn, mình bỏ thì cũng không nên đấy. Và cái gì cũng khó thôi, chứ không phải là dev phân chia ra dev hoặc test. Cái gì nó cũng sẽ có một cái trở ngại của nó, nhưng mà tất cả của mình là mình phải chăm chỉ và có đam mê. Cái gì mình học được thôi, kể cả dev. Ok em. Thì bởi vì là cùng ở NIT IT Hà Nội thì cũng có rất nhiều cái thế hệ học viên, thì anh cũng được biết là rất nhiều bạn là chọn theo dev và chọn theo test. Vậy thì để mà trưởng thành được và để mà có một công việc như hiện nay, thì ngoài đam mê ra thì theo em thì trong cái quá trình học ấy, thì mình có cái mật mí, em có thể bật mí một chút là mình có thể là có những cái kiến thức gì hoặc có những cái bài nào đấy hoặc cái mẹo gì đấy không để mà mình có thể theo học? Để chia sẻ về cái đấy thì đầu tiên là về sự may mắn. Và em thì em thực sự may mắn là vào được một cái công ty mình có thể phát triển bản thân của mình ở đấy. Và nếu mà những cái bạn chia sẻ một chút cho những cái bạn mà còn đang đi học, đúng thì các bạn nên kiếm một cái công việc để thực tập. Tức là mình phải có kinh nghiệm để chinh chiến trên những cái dự án thật. Thì lúc ấy mình khả năng của mình sẽ input rất là nhanh. Thế thì có một cái mà trong cái quá trình học ấy, thì em có cái kỷ niệm nào hoặc là một cái góp ý nào đấy cho cái môi trường mà mình đã từng theo học không? Học một cái quãng thời gian nó cũng khá là lâu với nhau thì nó cũng nhiều kỷ niệm lắm. Nhưng mà cái hay nhất thì là trường đã tổ chức cho bọn em một cái khóa, một cái buổi đi chơi dã ngoại gần ngày, thì cái kỷ niệm đấy là vui nhất. Vui nhất đúng không? Thì bây giờ qua một cái khoảng thời gian mình đi làm rồi thì kết nối lại các bạn, thì có một cái dịp nào đấy thì anh nghĩ rằng là không biết là bảo nghĩ thế nào, bởi vì ở trường bây giờ là mình cũng đang có hội sinh viên đấy, thì các em có sẵn sàng mà mình truyền đạt, mình chia sẻ lại cho những thế hệ đi sau không? Em thì sẵn sàng thôi. Vâng, bởi vì chia sẻ cho các bạn thì mình cũng đúc kết được cho bản thân mà. Mình phải đúc kết trước thì mình mới chia sẻ được cho các bạn. Ok. Cái thời điểm mà khi mà bảo bắt tay vào cái công việc mà kiểm thử bây giờ ấy, thì nó cũng mất khoảng bao nhiêu lâu thì em mới thuần thục như hiện tại? Cũng tùy vào cái áp lực mà mình chịu được áp lực như thế nào, thì mình sẽ đúc kết được trong thời gian tùy vào con người mình. Thế thì có một chút nữa này muốn bảo chia sẻ là cái những cái bạn mà bắt đầu đi kiến tập, đi thực tập tại doanh nghiệp ấy, thế thì làm thế nào để các bạn ấy ghi điểm được trong cái quá trình mà người ta đến thực tập tại doanh nghiệp đấy? Thế thì em có thể chia sẻ lại để cho các bạn đi sau thì họ dựa vào đấy. Chia sẻ với các bạn thực tập thì em nghĩ là các bạn nên rất là phải cởi mở và đặt cái kiến thức mình học được ấy là cho mình, thì mình phải cố gắng cho rồi, bởi vì mình là một người mới đấy, thì mình luôn luôn phải cố gắng và nhìn người ta, nhìn những cái người đồng nghiệp xung quanh ấy, để học hỏi thêm. Rồi, okay. Và có những cái gì mà chưa biết thì phải hỏi luôn. Ok em. Đấy thì anh cũng rất là vui khi mà khoảng thời gian khi Bảo còn học là còn công tác ở trường, để nhìn thấy Bảo là học hành xong này, đi làm này, và bây giờ cũng chính vì cái nghề kiểm thử này mà lại mình có một cái gia đình nhỏ đúng không? Và anh cũng được biết là Bảo cũng chuẩn bị có một thời gian là chuẩn bị đón một cái niềm vui lớn tiếp theo ở trong cái cuộc đời của mình ấy. Thế thì em có thấy đấy là một cái cơ duyên khi mà mình bắt đầu vào ngành này và để có cuộc sống như hiện nay không? Thực sự là có duyên, từ khi có duyên đi học tại trường này là đã là một cái duyên rồi. Và nói thật là học xong thì cái quý cuối là học về tech, thì em mới thấy ngoài dev ra thì còn một cái gọi là cái nhiệm vụ
mà rất là lớn lao để mà khi mà gia công được một cái phần mềm thì đấy là về các bạn tester là như em đây. Thì sau khi học xong thì em đã học thêm và khi đi làm thì cũng gặp được vợ em là người cũng làm tester giống em. Tester đúng không? Thì sau một khoảng thời gian như thế, hiện tại mình có thể nói là một bước đầu của thành công đi. Thế em có cái lời nào đấy mà muốn gửi đến nhà trường và đến các thầy cô không? Có một lời là em cảm ơn các thầy cô vì đã dạy em và đã giúp em trở thành con người như bây giờ. Rồi ok, rất là cảm ơn em. Và hôm nay thì bọn anh cũng rất là đường đột và bất ngờ là cũng đặt một cái lịch rất là bảo coi như anh em mình lâu ngày gặp lại nhau. Thì nhìn thấy em một sự thành công này thì anh cũng như các thầy cô là rất là vui khi những học viên của mình ra trường và có một công việc ổn định. Và cũng xin chúc cho em cùng với gia đình là luôn luôn là có một sức khỏe và chúc công việc của em là luôn luôn gặp những cái thuận lợi và đặc biệt là chuẩn bị có niềm vui mới. Chúc em là mình đón cái niềm vui đấy một cách trọn vẹn nhất. Vâng, rất là nhiều. Anh thấy là mình có thể nói một chuyện vui một chút nhé, bởi vì anh thấy là các bạn lập trình viên ấy hoặc theo ngành này ấy, thì bởi vì các bạn ấy cứ lao đầu vào học vào code này và nghiên cứu này, cái thời gian rất nhiều các bạn lo lắng rằng là mình khó có người yêu đấy. Thế mà Bảo vừa nói là cũng dựa vào cái cơ duyên này mà lại có một cô vợ như thế này. Thế em có thể là bật mí một chút là mình thả thính như thế nào chẳng hạn đấy, để cho các bạn sau mình có thể là dựa vào đấy. Cái về cái việc này thì nói thật là em với cả vợ em ấy là làm cùng nghề với nhau. Thế là mình khi mà lúc bọn em quen nhau là sếp giao việc cho vợ. Thế là lúc ấy thì là em là biết về cái mảng đấy. Thế là vợ em mới bắt đầu lên một cái group để tìm hiểu. Thì là em thì lại là vô tình là biết. Thế nên là hai đứa gặp được nhau và trong cái lúc mà đi dạy thì có tìm hiểu qua lại thì là thích nhau. Và đây bây giờ đấy, rồi đón tình yêu đấy, đúng rồi, sắp có tình yêu rồi, quá là tuyệt vời đúng không? Đấy thì anh nghĩ thế này, thì các bạn lập trình đi sau thì cứ dựa vào đây, tức là ngoài không cái thời gian học ra lo đấy, về đúng việc là không có vợ phải chắc đấy. Chuyên môn đúng không? Đấy, chắc chuyên môn thì sẽ có một cô vợ xinh như thế này. Rồi ok em.